Sau những ngày mưa bão ngập lụt, mất điện, mất cả nước, là em phải đi biển lội nước này, xong về lại không có nước ngọt để rửa, rồi lại phải đi lên trên đồi để tưới cây. Ở trên đấy thì có nước, không phải nước máy mà nước ở trong suối chảy ra, em chưa tưới cây ấy, thì đeo ủng, xong rồi ủng nó bị ngấm cái nước mưa và cái nước ở cái rãnh trồng cây ấy, nó vào, thế là bây giờ em bị nấm ngứa này luôn, mà nó ở bên trong nó còn có cái mụn gì li ti và nó chảy nước ra nha cả nhà. Thì nhà em thì có cái loại nước thuốc đặc trị gia truyền do cụ em làm khoa đông y bệnh viện thành phố và chế ra và có truyền lại, thì em có tự làm, em tự ngâm ấy. À, đặc biệt là cái loại nước này nó còn trị được cả bệnh phụ khoa cho phụ nữ ấy. Thì thường là nếu như bệnh phụ khoa chỉ cần bơm vào bên trong thôi, chỉ khoảng độ vài lần là khỏi đấy. Em đã gửi cho bạn em dùng khỏi rồi, cho nên em mới giới thiệu cùng với cả nhà nhé. Thế còn như em này, dạng nhẹ và những trường hợp bị nấm nặng ấy, thì á sừng ấy, thì ngâm cái nước thuốc này cũng đỡ ngứa và cũng rất là tốt. Cái chai mà em đun ấy thì nó đặc như này này, sau đó thì sẽ pha loãng nó ra, ví dụ một chai này có thể chia thành 3 4 lần. Sau đấy thì pha thêm nước nóng, nóng già, nóng độ 50 60 độ ấy. Sau đó thì mình sẽ ngâm chân, khi nào nguội thì mình dừng ạ. Những cái lá thuốc này đều là lá có thể ăn được ấy, chứ không phải, nó rất là an toàn chứ không phải lá thuốc độc đâu nha cả nhà. Em thì em tính em sợ lắm, em hay tìm những cái thứ mà nó an toàn cho sức khỏe, may là những cái bài thuốc cụ để lại thì nó là an toàn, chứ không thì em cũng không dám dùng. Thế còn thực sự thì những cái cơn ngứa dai dẳng như này rất là bực, rất là khó chịu, nó còn lây lan nữa cơ. Nếu như mà mình gãi đến đâu cái nước nó ra và nó lại còn chảy ra, là nó mọc mụn ở chỗ khác ấy, nên là bắt buộc mình phải trị cái nấm ngứa này. Nếu như ai cần thì có thể nhắn tin cho em nhé.